À, kính chào anh chị em nhà đầu tư đã đến với kênh chứng khoán của em. Thì như thường lệ mỗi tuần em đều làm một video để em khuyến nghị anh chị về điểm mua điểm bán cho cái phiên giao dịch cho từng mới để anh chị mình có cái góc nhìn về thị trường cho nó được chính xác hơn. Thì đầu tiên em cũng review lại về cái kênh của em mà thông qua một tháng qua và em đã có những cái review để cho anh chị nắm, tại vì chúng ta cũng đã bước qua cái ngày cuối cùng của phiên giao dịch thứ hai, là cái phiên cuối cùng của tháng 5, và chúng ta sẽ có được sao ạ? Chúng ta sẽ có được những cái cơ hội mới trong tháng 6 hay không, hay là tháng 6 là một giai đoạn rủi ro, thì em sẽ đều có phân tích đến cái ở trong cái kênh này để cho anh chị nắm và theo dõi. Thì đầu tiên là phải nói về ở đây thì em nói thêm về một số là cái giai đoạn mà em đã tư vấn anh chị, đúng không? Là giai đoạn gom mạnh cùng cổ phiếu là sau 30 tháng 4, 1 tháng 5, mặc dù là rất là nhiều nhà đầu tư lo sợ là sau giai đoạn này là sell in May, đúng không? Nhưng mà em vẫn view là thị trường vẫn còn tăng và thậm chí tăng rất là đẹp, đúng không? Và đến cái giai đoạn kế đến nữa là khoảng chừng 2-3, nói chung là thị trường của chúng ta là đều tăng và thậm chí là tăng rất là đẹp từ giai đoạn mà sau lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 là điều mà không thể nào mà mình chối cãi được. Và đây đúng không? Và cơ hội đúng không? Cơ hội là nhân hai tài khoản trong cái thời điểm này, thì nếu trường hợp anh chị có sử dụng full margin này kia các kiểu thì nó đã quá là khủng khiếp rồi, đúng không? Tại vì từ thời điểm này mà anh chị ôm đến thời giờ là đã lãi biết bao nhiêu phần trăm rồi. Nếu trường hợp mà anh chị tham gia về đội của em và tham gia vào cái cách tư vấn của em, và em chỉ tập trung vào dòng như là ba chứng khoán này, đúng không? Ngân hàng chứng khoán là thép, ban ngân hàng chứng khoán ở đây rất là nhiều, đúng không anh chị? Đó đó, và ngàn ba Vini, SSI, CTG, nói chung là đây là chính là những cái cổ phiếu mà em đã khuyến nghị về thời gian qua, và Vinamilk này là không có khuyến nghị nha anh chị. Đó, và kế đến nữa là anh chị thấy không, vẫn đây là vẫn là ban chứng khoán, ngân hàng thép, nói chung là đây rất là nhiều từ tại thời điểm này rồi đó. Cho nên đến thời điểm này là đối với bản thân em và đối với những khách hàng của em là đều có được những mức lãi rất là khủng khiếp trong thời điểm này. Một mức lãi mà 20-30% một tháng thì nó quá là khủng khiếp, đúng không anh chị? Và kế đến nữa là anh chị có thể tham gia vào cái room siêu VIP này của em có điều có tư vấn đi mua điểm bán cho anh chị, giống như là đây đúng không, là SSI là vẫn không có khuyến nghị mà bán ra khi mà nó sao nó dưới 40, đúng không anh chị? Và ngay cả là STB là dưới 26 là cứ mua, đúng không? Và nó lãi rất là nhiều, là BB cũng vậy, đúng không? Là khuyến nghị từ thời điểm mà 21 tháng 2 rồi, và không thể nào mà đến giai đoạn này mà mình mua những cổ phiếu này mà mình đảm bảo là mình lỗ được. Thì ok, thì cái đến nữa là em đi nhanh về em lướt qua cái room CVP của em, thì em sẽ đi nhanh về là dòng chứng khoán VN-Index của chúng ta hiện tại là đang ở đâu và như thế nào để em phân tích cho anh chị và nhà đầu tư mình thấy mình nắm. Ok, thì VN-Index của chúng ta thì anh chị lưu ý là nó có được những cái kịch bản gì ở với cái xu hướng tuần hiện nay. Đây là một xu hướng tuần từ thời điểm mà 2006 cho đến thời điểm mà 2021, đúng không anh chị? Và ở đây anh chị lưu ý giùm em là hiện tại là VN-Index của chúng ta tăng rất là đẹp, đúng không anh chị? Tăng là gần là 3 năm, ở đây là tăng gần 3 năm. Đó, thì ở đây là tiếp tục là tăng bao nhiêu nữa? Ở đây thời điểm này á là ba tăng từ thời điểm 2016 là bắt đầu tăng lên, thêm là đến thời điểm này là thêm là đến thời điểm 2018 cũng gần 3 năm, 2 năm rưỡi, 3 năm, đúng không? Là cũng tăng rất là đẹp. Và thời điểm hiện tại của chúng ta là chứng khoán của chúng ta là mới bắt đầu tăng từ thời điểm này 2020 thôi, đến thời điểm này thì nó mới chỉ có một năm mấy thôi, không đúng không anh chị? Và chắc chắn thời gian tới là trong một năm rưỡi tới chứng khoán của chúng ta sẽ tăng và thậm chí tăng rất là đẹp. Đây là cái view và em nhận định về thị trường chứng khoán dài hạn. Anh chị lưu ý là thị trường chứng khoán dài hạn, tại vì sao em nhận định thị trường chứng khoán dài hạn? Tại vì đây là xu hướng tuần nha anh chị. Đó, cho nên là cái kịch bản tăng nó rất là đẹp, đúng không anh chị? Không có gì mà phải bàn và phải chối cãi nữa. Nhưng anh chị lưu ý ở những thời điểm như thế nào? Ở những thời điểm mà tăng, đúng không anh chị? Ở những thời điểm tăng thì ở đây có thể em zoom lớn lên để cho anh chị dễ thấy. Đây là khi mà VN-Index tăng thì nó sẽ có những nhịp điều chỉnh, đúng không anh chị? Đó, khi mà VN-Index tăng tại thời điểm này nó sẽ có được những cái nhịp điều chỉnh đây. Đây, rồi bắt đầu là nó tăng lên tiếp tục, đúng không anh chị? Và nó có những cái nhịp điều chỉnh, nó chỉnh khi mà nó đi ngang. Rồi sau đó nó vì những cái tin về dòng tiền và lãi suất thì có thể nó sẽ giảm lại. Đó, đó. Và chúng ta lưu ý là thời điểm khi mà nó giảm về một mức nhất định, đúng không? Là trung hòa, thì bắt đầu là nó có những sao ạ? Nó có những nhịp tích lũy đi ngang và sau đó bắt đầu là nó sẽ tăng tiếp, giống như thời điểm này, đúng không anh chị? Anh chị lưu ý là thời điểm này nó vẫn tăng rất là đẹp, đúng không? Nhưng mà khi mà nó tăng thì nó vẫn có những cái xu hướng điều chỉnh là điều quá đương nhiên. Và ngay cả VN-Index của chúng ta hiện nay là anh chị lưu ý là khi mà nó tăng ở xu hướng tuần này, nó vẫn có được những
cái phiên điều chỉnh đúng không? Nhưng mà anh chị lưu ý là cái phiên điều chỉnh này là nó chưa sâu. Tại sao là nó chưa sâu? Tại vì á là VN Index của chúng ta từ thời điểm nào ạ? Từ thời như ok, như anh chị có thể thấy là từ thời điểm nào ạ? Từ thời điểm đây. Từ thời điểm mà mình sẽ view về tháng 1 đi đúng không? Tháng 1 2019 là VN Index của chúng ta ở cái mức là khoảng 950 điểm thôi đúng không? Và nó tăng đến giai đoạn là 30 tháng 12. 30 tháng 12 là của năm 2020 đúng không? Từ tháng 1 đến tháng 12 thì nó tăng khoảng bao nhiêu ạ? Nó tăng khoảng chỉ 12 13% thôi đúng không anh chị? Đó là trong năm 2020 nhá. Và đến thời điểm bây giờ là từ thời điểm nào? Từ thời điểm là bắt đầu là tháng 1 đi ha. Mình sẽ view là tháng 1. Đây, từ thời điểm là tháng 1 cho đến thời điểm bây giờ nó đã tăng là 24% đúng không anh chị? Thời điểm tháng 1 là 1063, đến thời giờ là có xem là khoảng 24%. Thì có nghĩa là như thế nào ạ? Là trong năm 2020 á, là nó chỉ tăng có 12% thôi, 12%, nhưng mà đến hiện tại là mới có 6 tháng. Đúng không anh chị? Mới có 4 5 tháng thôi chứ chưa được 6 tháng, là mới trong vòng là 5 tháng thôi mà VN Index của chúng ta đã tăng lên 20%. Trong khi đó là VN30 là còn tăng rất là khủng. Ok, bước qua VN Index với xu hướng ngày thì ở đây anh chị có thể thấy là chúng ta có thể vẽ thêm một cái đường trendline ngay tại thời điểm này đúng không? Thời điểm đây. Đó, và chúng ta sẽ như thế nào ạ? Thì ở đây á, là VN Index của chúng ta như em đã phân tích từ rất là lâu rồi. Thì VN Index của chúng ta đang ở đây là sóng 1 là đúng không? Đây sóng 2, sóng 3 đây. Đúng không anh chị? Sóng 1, sóng 2, sóng 3, sóng 4. Và hiện tại là đang ở sóng 5 đúng không anh chị? Đó, thì ở với cái xu thế sóng 5 này á, thì nó vẫn đang đi trong cái kênh nào ạ? Nó vẫn đang đi trong cái kênh mà em có thể em view ngắn cho anh chị thấy đây. Nó đang đi trong một cái kênh như này và hiện tại nó đang có tiếp xúc vào những cái điểm kháng cự đúng không? Đó, với cái xu thế hiện tại thì hiện tại anh chị lưu ý là RSI của nó là cũng đang ở cái vùng là có thể là cảnh báo rồi đó, và sắp tới là theo bản thân em nhận định thì là cái lực cầu để VN-Index đi tiếp là rất là khó khi mà nó đã chạm vào cái vùng trend này. Anh chị lưu ý là cái vùng trend này thì nó nằm ở cái mức là một à, 340, 1350 thì có thể 1330, thì những cái vùng này đã bắt đầu gọi là những cái vùng gọi là vùng có thể là những vùng điều chỉnh của nó đó, chính xác là như vậy. Thì đối với giai đoạn này thì em khuyến nghị anh chị là nên có được những cái quản trị rủi ro hơn là mình sẽ đổ dồn quá nhiều vào sử dụng full margin và các kiểu khi mà thị trường luôn bị hưng phấn FOMO đúng không anh chị. Và anh chị lưu ý là khi mà cái sóng năm này nó kết thúc á, nó sẽ có một cái sóng hình thành là cái sóng ABC. Thì cái sóng ABC này á, có thể là nó sẽ quay về, đầu tiên là cái sóng A có thể là nó quay về nó chạm cái vùng hỗ trợ đúng không anh chị, nó chạm vùng hỗ trợ là 1200, sau đó nó sẽ bật lên ở cái vùng nào ạ? Sau đó nó sẽ bật lên ở cái vùng mà kháng cự là có thể là 1275, 1280 đó. Sau đó thì bắt đầu có thể là nếu mà trường hợp mà xấu nhất luôn thì nó sẽ quay về mức 1000 đúng không anh chị. Nhưng mà đối với em thì em không đánh giá là nó sẽ quay về 1000 mà có thể là nó sẽ chạm vào những cái nhịp hỗ trợ đúng không, là ở một cái nhịp hỗ trợ ở quanh vùng nào. Thì cái nhịp hỗ trợ này á, nó sẽ quanh cái đường trendline này anh chị ha, đây nó sẽ quanh cái đường trendline này đó. Thì có thể là khi mà nó chạm này thì nó sẽ có được những gì ạ, nó sẽ có được những xu hướng nó tăng tiếp trong thời gian tới. Tại sao? Tại vì á là nó đã có một cái mức tăng quá là khủng khiếp từ thời điểm đầu năm đến giờ rồi, chắc chắn nó phải có những lúc nó nghỉ ngơi là điều là đương nhiên, không thể là cứ mỗi ngày mở mắt ra mỗi tăng thì không không thì lúc đó thì làm gì có cái chuyện giống như thời điểm mà tháng 1 như vậy đúng không anh chị? Đó, như em vẽ một mũi tên tháng 1 như tại thời điểm này thì anh chị lưu ý với cái xu hướng hiện tại như vậy thì á là chúng ta có thể là chúng ta sẽ tham gia vào ở vùng này đúng không, và chúng ta sẽ tiếp tục là chúng ta chốt ở vùng này và chúng ta sẽ tiếp tục tham gia vào vùng này nữa. Đó, đây chính là những cái vùng mà chúng ta sẽ tham gia, và khi mà VN-Index nó tăng á, thì có thể là nó sẽ tăng lại thì nó sẽ hình thành lên một cái xu hướng sóng ELS mới đó, thì có thể là nó sẽ vượt qua khỏi cái vùng này đó, thì xong bắt đầu nó sẽ có những nhịp điều chỉnh và nó sẽ đi tiếp với một cái con sóng ELS mới này đó. Thì cái kịch bản mà em đề ra thì có thể nó sẽ không đúng với cái xu hướng hiện tại, tại vì với cái xu hướng hiện tại là anh chị lưu ý là như thế nào, là VN-Index chúng ta vẫn tăng rất là đẹp, nến từng tăng rất là đẹp và nến ngày đang tăng rất là đẹp rồi, có thể là nó sẽ có cái sóng năm mở rộng luôn thì sao đúng không? Nên có thể là nhiều khi á, là với em thì ở sóng này là sóng năm nè
Đó thì đây là một cái con sóng năm, thì có thể nhiều khi nó mở rộng thêm lại về thêm một 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 số đây lên vùng 1.400 thì sao đó. Nhưng mà cái kịch bản này thì em không đánh giá cao đâu anh chị, khi mà cái những công ty chứng khoán á thì hiện tại cái room cổ phiếu á, nó cũng đã không còn nữa ở đó, và tất cả các công ty chứng khoán đang cạn cái nguồn margin rồi, cho nên là thị trường mà để đi tiếp nó rất là khó. Và chính vì vậy thì em cũng đến giai đoạn này thì em khuyến nghị anh chị nên mình có được cái những cái quản trị rủi ro cho nó tốt, hơn là mình sẽ mua đuổi và mình sẽ tham gia. Có thể là chúng ta sẽ tham gia như thế nào ạ? Em đã phân tích hết anh chị rồi đúng không? Thì chúng ta sẽ tham gia vào cái nhịp này. Đây, mình sẽ tham gia vào cái nhịp này và một cái nhịp này nữa. Thì đây chính là những hai vùng mà chúng ta sẽ tham gia trong thời gian tới. Đó, thì có như vậy chúng ta mới có thể kiếm được tiền từ thị trường chứng khoán anh chị. Chứ anh chị lưu ý là đây, những anh chị nào mua từ thời điểm 650 đến 1.000 mà 300 đến thời điểm này mà vẫn lỗ. Tại vì sao ạ? Tại vì đơn giản thôi. Cái cách mà anh chị mua nó rất là sai. Mà tại sao sai? Tại vì á, là ví dụ như em phân tích ở tại thời điểm này anh chị bỏ bao nhiêu vốn á, rất là sợ sệt, cho nên chỉ bỏ khoảng chừng ví dụ như 1 tỷ đi, thì ví dụ như nó tăng trần lên 3 4 phiên á, thì nó tăng trần 3 phiên lên á, là mình mỗi ngày mình lãi 70 triệu đúng chưa? Thì 3 phiên 21% là bao nhiêu ạ? 21% là 210 triệu. Nhưng mà đến thời điểm này anh chị lại bỏ thêm bao nhiêu ạ? Tại vì anh chị lại bỏ đến gần là 10 tỷ đi ha. Thì 10 tỷ thì mình mua ngay tại những cái vùng này sử dụng margin luôn đúng không? 3 tỷ 4 tỷ sử dụng margin thì nó đã lên 10 tỷ rồi. Thì khi mà sử dụng 10 tỷ này thì nó sàn 3 phiên là như thế nào ạ? Thì nó sàn 3 phiên là cái vốn của mình là 4 tỷ đúng không? Đó, ví dụ đến thời điểm này mình quánh lên tới đây là vốn của mình đã được 4 tỷ rồi. Đó. Và thì tại thời điểm này nó sàn 3 phiên 4 phiên gì đó thì mình đã bị âm bao nhiêu phần trăm? 21% tài khoản, mà cái tài khoản này mình đang sử dụng full margin tại ngay tại thời điểm này thì á, là có phải là 10 tỷ mà mình bị âm 21%, 20 21% thì có phải là mình mất hết 2 tỷ mốt, 2 tỷ mốt mà so với cái số tiền gốc của mình là mình bị mất đi 50% mà đúng không? Thì đến thời điểm này cái hoảng loạn mình bán ra xong cái tự nhiên bây giờ ở thời điểm này mình còn có 2 tỷ mốt, thì lúc này á, thì những công ty chứng khoán á, nó cũng đã siết margin rồi, nó không cho margin lại nữa, thì lúc đó mình muốn mua thêm để mình mau về bờ mình lãi này kia các kiểu thì không mua được, mà thị trường ngay đoạn này á, thì call margin liên tục đó. Cho nên là mình không hiểu về cái cách mua cách bán, và mình cảm thấy là lúc nào á, mà mình cũng all in vào trong trong cái thị trường chứng khoán này mà mình không phân bổ được vốn đúng không? Mình không phân bổ được vốn tại những thời điểm này, ở đây chính là những thời điểm mà chúng ta phân bổ vốn mạnh vào thời điểm này đúng không? Đó thì càng lên cao thì cái vốn của chúng ta đầu tư vào thị trường chứng khoán chúng ta phải hạ dần đó, thì không thì chúng ta chỉ chơi bằng tiền mặt của chúng ta thôi. Ví dụ thời điểm này thì có 100 triệu thì mình đầu tư 100 triệu, nhưng mà thời điểm này có 1 tỷ thì lại hăng máu lên full margin đâu, những vùng này nó rủ một phát thì lúc đó là cái 100 triệu á, thì mình lãi á, là mỗi ngày có 7% thì có lãi 7 triệu thôi, nhưng mà ở đây á, 1 tỷ á, thì mình lỗ tới 70 triệu, thì nó so với cái vốn gốc gốc của mình á, thì nó bị lỗ hết là bao nhiêu, nó bị lỗ rất là nhiều rồi. Cho nên là hiện tại á, là đối với em đoạn này anh chị nên cân nhắc mình quản trị rủi ro cho thật là tốt đúng không, chờ Vini có những nhịp chỉnh mạnh thì chúng ta sẽ tham gia vào, còn nếu mà nó tăng tiếp thì chúng ta vẫn còn nên giữ cái cổ phiếu mà chúng ta đang nắm với vị thế là không margin thì chúng ta vẫn giữ đúng không? Thì như vậy chúng ta mới trường tồn được ở cái thị trường này, và chúng ta mới luôn luôn chiến thắng thị trường này. Hôm nay thì em làm video này em nói nhiều về VN Index hơn để cho anh chị nắm và tham khảo, nếu trường hợp anh chị cảm thấy hay thì có thể đăng ký kênh của em và share cho anh chị em bạn bè của mình biết đúng không? Chứ không thể nào mà ông này ông phân tích như vậy là ông đang bản thân em thì vẫn còn rất nhiều cổ phiếu em đang nắm giữ, em chưa có bán tại vì VN-Index chưa có dấu hiệu đảo chiều, mà em chỉ đang chốt hết những cái phần mà mặt riêng của em đang có thì em sẽ chốt hết, và em chỉ nắm giữ cái vị thế tiền mặt của em thôi. Đây một giai đoạn mà nó tăng như vậy thì khi mà mình phân bổ vốn ở những đoạn này ít đúng không anh chị, và mình phân bổ vốn ở những đoạn này nhiều thì á, là cái tài khoản của mình á, ở những này mà nó sẽ giảm 7% á, thì nó sẽ rất là nặng hơn so với 7% ở chỗ này đó. Cho nên á, đó là chính là cái cách mua mà anh chị đang mua sai, và chúng ta sẽ không nên như vậy anh chị. Và chúng ta đầu tư thì chúng ta phải luôn luôn là nhìn thấy sự vận động của nền kinh tế. Trong năm 2020 VN-Index của chúng ta chỉ tăng ở cái mức 14-15% thôi, nhưng mà hiện tại VN-Index của chúng ta từ thời điểm mà 20 đây, từ thời điểm mà khoảng 1.100 đúng không, từ thời điểm 31 tháng 12 là khoảng 1.100, mà lên đến bây giờ đã tăng gần 20% rồi. Có phải là nó đã tăng như đây là trong vòng mà
có 4 tháng thôi, 5 tháng thôi anh chị. Mà nó tại vì ở đây mình có một tháng, nửa tháng, khoảng chừng 2 tuần mình nghỉ nghỉ lễ đúng không chị? Đó khoảng 7 ngày 2 tuần đó thì mình nghỉ lễ. Đó cho nên là nó đã tăng quá khủng khiếp rồi. Cho nên đến giai đoạn này là mình phải quản trị cái tài khoản của mình thôi. Có phải không, phải em nói là ngày hôm nay là ngày mai nó sẽ điều chỉnh, mà có thể là trong từng tháng đầu tháng 6 hoặc là trong tuần thứ hai của tháng 6 đúng không? Từ đây đến 15 tới tháng 6 thì nó sẽ có những nhịp điều chỉnh mạnh nó rủ vậy sao, đúng không? Còn hôm qua thì em vẫn còn cái phiên mà giao dịch mà của cái phiên mà thứ năm mà đúng không, thì em vẫn nhận định trong cái video này của em nè, đúng không, là em vẫn nhận định ở đây chỉ là sao ạ? Đây em có nhận định cho cái phiên ngày 28 tháng 5 thôi, là đây là chính là cái vùng gọi là rung cây giò khỉ của những nhà đầu tư lớn, họ dọa cho những nhà đầu tư nhỏ lẻ bán ra mạnh thôi, chứ hiện tại là em vẫn khuyến nghị mua đúng không, vùng mua cực mạnh đấy. Đây em vẫn nói là vùng mua cực mạnh của giờ cũng là bất động sản, là chứng khoán, ngân hàng, thép, thì chắc chắn là mình sẽ mua cực mạnh nếu trường hợp mà nó rủ thêm một phiên nữa. Tại vì em vẫn đánh giá là chưa xấu, nhưng mà hôm nay cuối tuần thì ngồi view nhìn lại thì em đang thấy là đang có những cái dấu hiệu để cho kết thúc cái con sóng năm này. Đó thì anh chị nên cân nhắc về cái quản trị rủi ro giai đoạn này nhiều hơn là mình tham gia mua mới. Và ok thì không phải đợi cho anh chị đợi lâu, thì em sẽ review một số cổ phiếu ngân hàng để cho anh chị nắm về cái cách mua cách bán như thế nào. Đầu tiên là BAAB đúng không anh chị, em mở lên các đường xu hướng. Cái cổ phiếu mà BAB này á thì anh chị lưu ý giùm em là nó đã nổ von tại thời điểm này rồi, và chính đây là cái việc nổ von hôm đó thì chúng ta mua là nó sẽ an toàn hơn tại thời điểm này. Nếu trường hợp tại thời điểm này thì anh chị có hàng thì mình nên tiếp tục nắm giữ giùm em, và chúng ta sẽ nên chốt lời khi nào ạ? Chúng ta nếu trường hợp mà ngắn hạn chúng ta chốt thì hôm thứ hai này hàng về chúng ta chốt luôn đó. Còn nếu trường hợp anh chị có được những cái tin tức nó tốt hơn thì có thể là mình sẽ nắm giữ lên ở cái vùng mà 32, 33 để chúng ta chốt. Nhưng mà đối với em, đối với thị trường hiện tại thì và đối với cổ phiếu này thì chúng ta nên chốt lại tại những cái vùng kháng cự của nó. Kế đến nữa là chưa có nhịp mua mới, kế đến nữa là em đi về Vietcombank. Vietcombank thì hiện tại là vẫn còn trong cái xu hướng như thế nào ạ? Hiện tại là con này vẫn chưa có dấu hiệu tăng đúng không anh chị? Đó, và đây đây chính là cái vùng mà kháng cự của nó là còn khoảng 4-5% thôi, và nó chưa có vượt qua được, cho nên hiện tại là không có thể có cái xu thế mà chúng ta chưa thể nào chúng ta mua mới được. Mà nếu có hàng thì vẫn nên tiếp tục nắm giữ, chưa có bán ra tại vì con này nó cũng chưa xấu. CTG hiện tại là anh chị lưu ý là cái lực bán của cái phiên thứ năm nó không đủ mạnh, nhưng mà qua cái phiên thứ sáu là cái lực hấp thu nó cũng không đủ mạnh luôn. Cái lực hấp thụ nó cũng không mạnh bằng bằng việc xác nhận như thế nào, bằng nói việc mà là nó xác nhận một cái nến đóng không không quá dứt khoát anh chị ha. Cho nên á, là dòng tiền á, có nghĩa là mình có thể phân tích đơn giản là cái con này là dòng tiền nó đang lưỡng lự ở đối với cổ phiếu này đó. Cho nên hiện tại là cái nhịp này em chỉ khuyến nghị là nên nắm giữ thôi, chứ không nên khuyến nghị là mua mới. Và em đã khuyến nghị trong cái room khách hàng của em á, là cái bắt là ngay cây nến này, ngay chỗ tại vùng 50.2 đúng không anh chị? Đó thì mình bắt ngay vùng 52, 50.2 đây. Đây đúng không? Ngày 75 iPhone Cat là cứ mua là dưới 50.5 ha. Dưới 50.5 thì mình cứ mua, nhưng mà bữa trước đó thì giá nó tới 50.2 mình vẫn là cây tại thời điểm đó. Thì nói chung á thì mình chỉ ăn cái sóng T cộng này thì mình ra thôi cũng được đúng không anh chị? Còn hiện tại nếu trường hợp anh chị ôm dài thì với cái xu hướng thế hiện tại thì nó cũng chưa có báo hiệu một tín hiệu đảo chiều đối với cổ phiếu này, thì thôi chúng ta nên tiếp tục nắm giữ. Kế đến nữa là BID. BID thì vẫn đang trong một cái trend tăng đúng không anh, trong một cái trend là sideways đúng không anh chị? Đó, và nó chưa vượt ra khỏi những cái vùng trend này em vẽ ở đây. Đó, cho nên là đối với em thì với cái xu hướng hiện tại thì anh chị lưu ý là cái con này đang có cái dòng tiền vào mạnh. Tại sao? Tại vì á đây, mặc dù là nó đã chạm vào cái vùng kháng cự này rồi, nhưng mà hiện tại chúng ta chưa nên bán tại vì MACD của nó đang dương nè, RSI nó đang ở vùng mua nè đúng không? Và cái cổ phiếu là hôm nay là tăng tăng cũng rất là đẹp, khi mà tăng tới là 3,85%, cho nên là có thể là nó sẽ bục qua luôn, nó sẽ đục thủng luôn cái vùng kháng cự này để nó bay lên ở cái vùng 50, và chúng ta sẽ có thể là có nó sẽ chỉnh ở vùng này. Tại sao nó chỉnh ở vùng này? Tại vì á nó có hai cái vùng kháng cự đây, hai cái vùng kháng cự tại vùng này thì có thể nó sẽ nó chỉnh tới vùng này. Còn đối với em, vì thế cổ phiếu này thì chúng ta cũng chưa nên mua mới. Kế đến nữa là chúng ta sẽ đi tiếp về cổ phiếu MBB. Cổ phiếu MBB thì vẫn đang trong một cái trend tăng rất là đẹp đúng không anh chị? Nhưng mà hiện tại là cũng không còn một nhịp
chỉnh đủ mạnh để cho chúng ta tham gia. Cho nên là thôi, với cái cổ phiếu này thì em khuyến nghị anh chị nên tiếp tục nắm giữ thôi, chứ cũng mình cũng chưa nên mình bán vội và mình cũng chưa nên mình mua mới. Em đánh giá đối với cổ phiếu này là trung lập, tại dù sao cái PE của cái cổ phiếu này nó cũng còn đang khá là hấp dẫn anh chị ha. Đối với em thì PE của con này có thể nó lên đến 14 thì nó sẽ ở cái mức là khoảng 45-50 nếu trường hợp anh chị ôm dài hạn và mình sẽ không quá lo lắng về mini chỉnh thì có thể là chúng ta sẽ ôm được. Nhưng đối với em vì tới hiện tại là em sẽ không mua mới đối với những cái cổ phiếu như vậy. Kế đến nữa là chúng ta sẽ đi tiếp về cổ phiếu TP Bank. TP Bank thì nó sau khi mà nó chạm vào cái vùng kháng cự mà em view đúng không anh chị, thì nó đang có cái xu thế gì ạ? Nó đang có một cái xu thế tăng trở lại khi mà một cây nến, khi mà một cây nến tăng của nó là lấp hoàn toàn, đúng không chị? Cái cây nến tăng của nó lấp hoàn toàn cái nến bán này đó, cho nên hiện tại là chúng ta vẫn chưa có dấu hiệu gì mình bán ra cổ phiếu này và chúng ta cứ nên tiếp tục nắm giữ ha anh chị đó. Nhưng mà mua mới thì không còn nhịp mua mới đâu, tại vì những cái cổ phiếu này á là nó đã tăng một thời gian rồi và em đã khuyến nghị mua từ rất là lâu rồi. Cho đến giai đoạn này mà hỏi em là có mua được hay không thì tất nhiên mình sẽ trả lời là không rồi, mà chúng ta sẽ chờ những kiên nhẫn, chúng ta chờ những nhịp chỉnh để chúng ta có thể tham gia lại vào thị trường này thì nó sẽ tốt hơn. Chứ không thể nào mà anh chị cứ lúc nào mình cũng lao vào mình mua thì như vậy thì làm sao mà mình có lãi được, đúng không anh chị? Đó là khi mà mình mua mình cứ lao vào mình mua đảm bảo anh chị mua từ đến 610 đến bây giờ mình đều lỗ hết. Kế đến nữa là HD Bank thì cũng tương tự như là TP Bank, không khác gì hết. Cho nên là hiện tại đối với xu thế cổ phiếu này thì vẫn tiếp tục nắm giữ anh chị, mình chưa có nhịp mà để chúng ta tham gia trở lại. Đa số là ngầu dòng ngân hàng thì hiện tại là không có mua mới, tại vì em cũng review sơ về một số dòng cổ phiếu từ sáng qua đến nay. Kế đến nữa là chúng ta đi về Techcombank, đúng không anh chị? Techcombank thì phải nói là cái nội tại doanh nghiệp của nó đang ra khá là tốt đó, nhưng mà với cái mức mà PE hiện tại là 13 rồi, cho nên là hiện tại có thể con này thì chắc chắn là sắp tới nó sẽ có những nhịp nó tăng mạnh là điều quá đương nhiên rồi, không có gì mà phải bàn nữa. Nhưng mà với cái PE hiện tại thì chúng ta không nên tham gia, tại vì Techcombank á thì em đã khuyến nghị khi mà nó đã vừa nổ một cái von này ngay tại vùng 42.3 thì nếu trường hợp anh chị nào xem kênh của em thì em vẫn có show những cái lệnh mua tại vùng này đó. Còn hiện tại đến vùng này rồi mà còn khuyến nghị mua thì mua cái gì nữa, chỉ khuyến nghị nắm giữ thôi, chưa gãy trên 20% rồi, cho nên là không có chuyện mà mình mua mới được đó. Và cái con cổ phiếu VB Bank này anh chị lưu ý là hiện tại cổ phiếu VB Bank này đang cho một tín hiệu tăng rất là đẹp khi mà giá của nó đang nằm ở trên các đường xu hướng, đúng không anh chị? Giá của nó là đang nằm trên các đường xu hướng đó. Đấy, các đường xu hướng nằm trên, nhưng mà cái vol của nó nổ ra như vậy á thì nhiều anh chị nhà đầu tư kém về phân tích kỹ thuật lại suy nghĩ là nó đang phân phối. Phải nói như vậy, tại sao? Tại vì á là với những cái nến về mà giá không tăng, giữ giá vùng này và luôn có được những cái chú lính chì treo cổ đây ha đó, thì nhiều nhà đầu tư lại nghĩ là nó đang phân phối. Nhưng mà đối với cái trình phân tích kỹ thuật của em thì em chắc chắn cổ phiếu này không phải là phân phối, mà tại vì trong đây á, để con nó nổ cái vol như vậy thì chắc chắn là khoảng 80-90% là những cái lệnh giả. Lệnh giả là sao ạ? Là có nghĩa là bên chỗ những nhà đầu tư đang nắm giữ hàng trăm hàng triệu cổ phiếu này, họ có những cái cách họ xảo thực, họ quay lên để cho nó nổ vol như vậy, đúng không anh chị? Nó nổ vol như vậy để cho tâm lý nhà đầu tư hoảng loạn, họ bán ra khi mà cái giá cổ phiếu nó đang vùng đỉnh. Và em dám chắc với anh chị nhà đầu tư luôn, không có anh chị nhà đầu tư 90% chị nhà đầu tư không dám tham gia cổ phiếu này, tại vì với cái chạc mà phân tích kỹ thuật như vậy thì làm sao mà dám tham gia, đúng không? Nhưng mà em nói rồi, phân tích kỹ thuật không bao giờ chiến thắng thị trường này đâu anh chị đó, tại vì là lái nó luôn vẽ chạc rất là đẹp đó. Cho nên là hiện tại chúng ta ngoài phân tích kỹ thuật, chúng ta còn như thế nào ạ? Còn phải là về hiểu về nội tại của doanh nghiệp đó, về những cái tài chính của doanh nghiệp nè, đó thì về cái tin tức của doanh nghiệp nè đó, thì về cái biểu đồ kỹ thuật của doanh nghiệp như thế nào đó, về cái tình hình cổ đông nó như thế nào đó, thì chúng ta mới tiến hành chúng ta tham gia. Chứ không phải là cứ là nghe tin là cứ là mua theo rồi xong rồi cũng chết, quánh theo phân tích kỹ thuật thì cũng chết. Cho nên chúng ta phải kết hợp giữa tin tức, giữa phân tích kỹ thuật và giữa báo cáo tài chính và bản chất của thị trường chứng khoán. Muốn chiến thắng thị trường này thì phải quánh như vậy anh chị ha. Và những cái đó thì em đều hội tụ và em đều phân tích hết trước khi mà em đưa ra quyết định em mua một cổ phiếu, phải kết hợp ba yếu tố đó thì em phải mua được. Và cái đến nữa là chúng ta đi ACB. ACB thì phải nói là cái cổ phiếu này á là một cổ phiếu rất là đẹp,
cho những anh chị nhà đầu tư dài hạn. Tại vì sao? Tại vì á là cái cổ phiếu này á, là thứ nhất là nó có một cái PE rất là hấp dẫn, đúng không anh chị? Cái cổ phiếu này nó có một cái PE rất là hấp dẫn, và hiện tại á là nó là một cái cổ phiếu ngân hàng mà chưa tăng giá mạnh so với những cái cổ phiếu ngân hàng khác tăng hàng chục hàng trăm lần đó, đúng không anh chị? Đó thì những cái cổ phiếu này nó vẫn còn nhiều cơ hội để cho chúng ta tham gia. Nhưng mà hiện tại đối với cái xu thế VN hiện tại và với cái dòng tiền hiện tại, thì em khuyến nghị anh chị, nếu trường hợp cổ phiếu này là chúng ta có những nhịp chỉnh thì chúng ta chỉnh đủ lớn thì chúng ta mới tham gia, còn nếu mà không chỉnh đủ lớn thì thôi chúng ta không nên tham gia nhé. Kế đến nữa là chúng ta sẽ đi tiếp về cổ phiếu MHB. MHB cũng là một cái cổ phiếu mà em khuyến nghị anh chị nhà đầu tư từ rất là lâu rồi. Khi mà em khuyến nghị từ thời điểm nào em đã khuyến nghị từ thời điểm này, đúng không? Là khi mà nó vừa ra khỏi những vùng 25 này, là 24 25 này là đã khuyến nghị rồi, và cái mức lãi của chúng ta nó đã quá khủng khiếp rồi, đúng không anh chị? Đây, những mức lãi đó đã tới gần là mười mấy phần trăm rồi đó, trong vòng vài ngày mà chúng ta đã có được những mức lãi đó thì nó phải nói là quá hấp dẫn rồi, không có gì mà phải bàn nữa. OCB, OCB cũng là một cái cổ phiếu mà em khuyến nghị, đúng không? Khi mà nó vượt ra khỏi vùng này đó, thì hiện tại là đối với cái xu thế của cổ phiếu này thì nó vẫn là một cái xu thế tăng đó, nhưng mà để mà mua mới thì thật sự chưa có điểm mua đâu anh chị. Mình đối với bản thân em, mua là phải chiến thắng chứ không phải mua là để gồng lỗ, và không có chuyện là mua rẻ hay mua đắt đó. Mua cao thì mình sẽ bán cao thôi, mua rẻ thì nhiều khi mình sẽ bán lỗ ha. Kế đến nữa là chúng ta đi về cổ phiếu LBB. LBB thì cổ phiếu này là nó tăng quá là sốc, đúng anh chị? Đó, và khi mà nó nổ vol như vậy thì chắc chắn là cái xu thế tăng của nó là vẫn còn. Nhưng mà bản thân em thì đã gom, thứ nhất là mình đã gom một vùng từ vùng nào vừa gom là một vùng là từ 15 rồi, 15 mình đã chốt khoảng là 18 rồi, đúng không? Đó, và hiện tại là khi mà vừa 18 ở vùng này là nó đi rất là mạnh, và hiện tại em tham gia lại ở một cái vùng là 22 anh chị. Đó, và khi mà tham gia vùng 22 mình đã lên cái vùng 27, 26, 27 là mình đã chốt hết rồi. Đó, tương ứng là cái mức lãi là gần 20% rồi. Mà nếu margin đồ thêm nó thì nó đã lãi là 40, 40, 50% đối với cổ phiếu này, thì nó là quá là khủng khiếp trong một cái hai tuần vừa qua. Cho nên là hiện tại em canh, em đã chốt lời thì tại ngay những cái vùng này đó. Còn cái việc mà nó tăng tiếp thì chắc chắn là nó sẽ có được những cái tin tức hỗ trợ. Thứ nhất về tin cổ tức sắp có thể nó sẽ công bố, và cái đến nữa là nó có được những tin về liên quan đến bầu thị đó. Cho nên là đối với em, cổ phiếu này nếu trường hợp anh chị nào có hàng thì mình vẫn nên tiếp tục mình nắm giữ, đúng không anh chị? Mình không thể nào mình bán ngay đỉnh được đâu anh chị. Điều mà tất cả công ty chứng khoán hoặc là những đội tự doanh công ty chứng khoán họ đều không thể nào làm được, thì mình đừng có nghĩ là mình bán xong rồi nó tăng thì mình sẽ hối tiếc. Và em khi đảm bảo với anh chị có những cái tâm thế mà mình mua đấy, đồ bắt buộc là phải mua, là phải mua ngay đấy, và bán là phải bán ngay đỉnh, và bán xong là phải mong cổ phiếu là nó giảm liền 2-3 phiên để cho chúng ta mua lại vùng giá rẻ, thì thôi mình tự mình lập công ty để mình lái luôn cổ phiếu đi cho nó an toàn. Chứ hiện tại là thị trường chứng khoán nó đâu có vận động theo như vậy, đúng không? Kế đến nữa là chúng ta đi về cổ phiếu ABB. ABB xuống tăng vẫn còn anh chị ha. Con này có hàng thì tiếp tục nắm giữ thôi, không có cái cần gì mình phải bàn nhiều. Đa số là những cái cổ phiếu của dòng ngân hàng đều nó tăng, và nó tăng rất là khủng khiếp. Con này một khi mà nó đã nổ von ra khỏi những cái vùng nào, nó đã nổ von ra khỏi vùng này. Đây đúng không anh chị? Nó nổ von ra những vùng này và nó test lại một cách vội vã thì nó bắt đầu nó có dấu hiệu nó tăng lên rồi. Những con này nó tăng quá khủng khiếp anh chị ha. Đó, những con này là cái PE của nó thật sự là tới 50 đó, giống như cái cổ phiếu này, những cái con này là nó tăng vì là kéo, là có một, giống như là một cái cách mình là giống như thị trường đang có những cái bước là gần như tạo đỉnh vậy đó. Đó, để nó kéo rất là vội vã, đúng không anh chị? Nó kéo để nó xả hàng hay sao thì mình không biết, nhưng mà nó lại kéo rất là vội vã. Giống như cổ phiếu này PE nó 800 lần anh chị, cũng quá khủng khiếp. Cho nên là mình mua những cổ phiếu này thì mình thôi, mình mua những cổ phiếu FLC giống chừng nó an toàn hơn nữa. HHB thì nó vẫn chưa có dấu hiệu chạy đâu anh chị. Khi mà anh chị lưu ý giùm em là tại sao ở thời điểm trước của nó là RSI của nó là đang ở vùng đỉnh, và hiện tại là RSI của cổ phiếu này cũng đang ở vùng đỉnh, nó luôn có được những cái nến kéo rất là mạnh. Sau khi các bạn nó có những nhịp rũ, nhịp rũ xong bắt đầu nó kéo lên, đúng không? Nó rũ tiếp đây ở đây thì đó, thì nó về đây 2-3 phiên nó cho đi ngang rồi xong bắt đầu là nó mới kéo lên. Thì đến hiện tại khi mà nó đã kéo lên ở vùng giá này, đúng không, thì nó chưa có dấu hiệu là nó rũ, đúng không anh chị? Nó chưa có hiểu thì em vẫn view là có thể là nó sẽ rủ về vùng 27, 28. Có thể là em sai anh chị, nhưng mà đối với em vùng này là chưa phải là vùng mua của HB. Cho nên là
cần phải rủ về vùng 27, 28 thì chúng ta mới bắt đầu là chúng ta tham gia để cho nó có thể nó có những tăng mới lên vùng này. Còn nếu trường hợp nó tăng tiếp luôn thì cái đó là không thuộc trường phái phân tích kỹ thuật rồi, mà có thể là nó là có thể là nó đi theo cái kênh này của em, đúng không? Là nó sẽ đi theo một cái kênh này đấy, nó đi theo một cái kênh này. Tại vì sao nó đi theo cái kênh này? Tại vì á, là có thể là nhiều khi á, là mình đây 3435 tương ứng là 14 15% rồi đó, thì có thể là nhiều khi nó sẽ theo cái kênh này. Cho nên đối với em hiện tại cổ phiếu này chưa có an toàn, nên cho nên là hiện tại là mình không tham gia thôi, chứ hiện tại là nó cũng không xấu đâu anh chị ha. Ok, thì cái đến nữa là chúng ta đi tiếp về cổ phiếu dòng chứng khoán anh chị. Em đi nhanh về dòng chứng khoán XSI. XSI thì vẫn đang là một cái xu hướng tăng rất là đẹp, sau khi mà có ngày nếu mà trường hợp mà nó về nó bắt test là những vùng này thì nó đi lên thì rất là đẹp, đúng không? Nhưng mà cái cách đánh của con này nó hơi khó chịu, nó rũ bỏ, nó có những cái phiên nó rũ bỏ những nhà đầu tư yếu bóng vía. Tại vì những nhà đầu tư đó thì họ đã mua ở những vùng nào, ở vùng 32 rồi đúng không, thì lên đây đã lãi 15-20% mà họ đã chốt rồi đó. Còn hiện tại là nó sẽ có với cái xu thế này thì chắc chắn ơi XSI nó sẽ tăng tiếp. Tại sao nó tăng tiếp? Tại vì á, anh chị lưu ý là cái vùng bắc của cái cổ phiếu này á, là nó đã có được những nhịp hỗ trợ quanh vùng 29-30, và chính trong cái room lệnh của em á, là khi mà nó rủ hàng thì em vẫn nói là ngày 27/5 nè, đó 39 là múc thôi đúng không, cái chai kìa múc được đó, thì mình sẽ canh mình bắt những nhịp đó. Nhưng mà nó không về 39, nó trong phiên thì nó lại về không về, nó về 39 nha anh chị, nhưng mà là mình lại đặt lệnh mua thì bảng điện nó bị mờ cho nên mình không mua được đó. Cho nên 39 39.5 mà có thể mình tham gia được thì mình cũng vẫn có ăn được cái sóng tay cộng là như vậy. Cái đến nữa là HCM có hàng XSI thì vẫn tiếp tục nắm giữ nha anh chị. HCM cũng tương tự như vậy đó, thì hiện tại nó đang ở cái vùng tích lũy thôi. Có thể là phiên thứ hai hưng phấn thì có thể nó sẽ tăng tiếp. Đối với cổ phiếu này vẫn chưa có dấu hiệu mua được đó anh chị ha, đa số mình vẫn chờ chỉnh, mình mua VND cũng vậy nè. SHS cũng tương tự như SHS, nổ một cái von. SHS là một cái cổ phiếu rất là đẹp luôn anh chị ha. Con này nó là nó đúng như cái kịch bản mà em vẽ luôn nè. Tại sao đúng kịch bản em vẽ? Khi mà nó đã vượt ra khỏi cái vùng kháng cự ở những vùng này đúng không, thì nó có dấu hiệu gì ạ? Nó có dấu hiệu nó bắt test lại những vùng này. Đây một cái cây nến này là cây nến bắt test của nó, đúng chưa anh chị? Đây một cái nến bắt test nó ngay tại vùng này, và khi mà bắt test xong rồi là nó cho một cái nến gì ạ? Nó cho một cái nến rút chân rất là đẹp, là cái nến đỏ đó. Sau đó bắt đầu là nó nổ von, qua phiên hôm sau nó nổ một cái nến rất là đẹp ngay chỗ này, và bắt đầu là nó lấp hết luôn cái cây nến đỏ này. Thì cái xu hướng tăng của con này là quá là khủng khiếp rồi. Cho nên là hiện tại nếu trường hợp mà có hàng thì vẫn tiếp tục nắm giữ đối với cổ phiếu này, chưa nên vội mình bán ra hết anh chị. Cái đến nữa là chúng ta sẽ đi về cổ phiếu VIX. Con này thì cái nổi nó là cái PE của nó đang khá là hấp dẫn, có thể nói là rẻ nhất dòng chứng khoán. Nhưng mà hiện tại là nó đang gom hàng ở vùng này, con này thì chắc chắn là gom hàng ở vùng này rồi đó. Thì cái kênh gom hàng của nó là ở vùng này. Nếu trường hợp anh chị nhà đầu tư nào nắm giữ dài hạn cổ phiếu này, kiên trì với đòi lãi, thì mình cứ kiên trì mình gom hàng ở vùng này đi ha, thì có chờ những nhịp mà nó đánh lên thôi. Đối với cổ phiếu này không có gì xấu hết đối với cổ phiếu này. Hiện tại là lên đây thì cái tỷ lệ lãi của chúng ta là cũng là bao nhiêu ạ? 80% rồi, lên tới vùng đỉnh này là cũng 80% rồi. Nhưng mà nếu trường hợp mà con này á, mà nó rũ bỏ như vậy á, thì á, là chắc chắn là khi mà VN á, mà điều chỉnh á, thì nó luôn là làm cho tâm lý nhà đầu tư hoang mang, thì có thể là xấu thì nó về luôn 20 thì sao? Không, đúng không? Nếu trường hợp con này mà về 20 thì quá đẹp để chúng ta mua rồi, không có gì mà phải bàn nữa. Kế đến nữa là chúng ta sẽ đi tiếp về cổ phiếu dòng thép anh chị ha, và Hòa Phát ha. Hòa Phát thì bắt đầu là thứ hai là chia cổ tức anh chị, giá nó thì 67 đúng không? Thì có thể chia về 49 nha, 49x á. Thì em có tính sơ sơ là 49x, thì nếu trường hợp anh chị tính thì có thể là chưa được 50 đâu anh chị ha. Đó cho nên là nó chia về vùng này, cho nên là với xu thế dài hạn thì Hòa Phát thì em chỉ khuyến nghị là mua dài hạn thôi nha, không bước từ cộng nha. Thì trend thì vẫn còn đang rất là đẹp nha. Hoa Sen thì cũng tương tự đúng không? Sau khi mà nó vượt ra khỏi cái ô mà cái hộp mà em vẽ đây. Đó, và nó vượt ra khỏi cái hộp này và nó vẫn còn lưu luyến đúng không anh chị? Nó vẫn còn lưu luyến ngay tại vùng này, đúng không? Nó cho bắt test lại hai cái cây nến này, bắt đầu là nó xuống và nó vượt lại đó. Thì Hoa Sen thì đối với em là vẫn nên là kịch bản mình nắm giữ nhiều hơn là mình bán ra. SMC, SMC thì vẫn đang trong cái hộp này chưa có gì xấu hết. Là KG cũng tương tự đúng không, quanh đang tích lũy quanh vùng 30-31. Những con này á, mà một khi nó tích lũy thì nó sẽ chạy rất là mạnh rồi. Kế đến nữa là chúng ta sẽ đi tiếp về dòng bất động sản. Đầu tiên phải nói là Vinhome.
Vinhome thì đang cho một cây nến như thế nào, qua test lại quanh vùng là 106, 107 chưa qua được, cho nên hiện tại xu hướng thì cho chúng ta chưa nên tham gia vào đối với cổ phiếu này. Nhưng mà hiện tại là cái trend của nó cũng đang rất là đẹp so với cái thời điểm trước, đúng không anh chị? Khi mà RSI nó vùng mua MACD cũng đã dương rồi, cho nên là nó và nó đã tích lũy 4 năm là phiên tại những vùng này, thì chắc chắn có thể là qua tuần là nó sẽ có những phiên nó test lên ở vùng 110 đó. Thì với chỉ vì thế này thì có hàng tôi tiếp tục nắm giữ, chưa nên bán vội ha anh chị. Novaland thì anh chị lưu ý là đang có thể là nó sẽ có những cái nhịp nó tạo đáy trong một cái xu hướng tăng ngắn hạn của nó. Tại sao mà em có thể nói như vậy? Tại vì ở đây là một cái đáy đúng không, mà đây là một cái đỉnh nè, ở đây là một cái có thể là nó sẽ tạo đáy bên đây này, và đây là một cái đỉnh thì có thể là nó sẽ vượt lên vùng 150 luôn. Thì sao, với những cái cổ phiếu tăng như vậy thì ai cũng hoài nghi là nó sẽ giảm, nhưng mà nó không giảm đâu anh chị ha, nó có thể nó sẽ kéo lên vùng này luôn để nó làm những cái game của nó. Thì sao đó, thì anh chị lưu ý là cái khối lượng hiện tại ở vùng này nó đang rất là thấp rồi, cho nên là không có chuyện mà phân phối được đâu đối với cổ phiếu này ha. Phát Đạt thì Phát Đạt cũng tương tự như vậy anh chị ha, khi mà nó em vẽ một cái hộp này từ rất là lâu rồi đó, và nó vượt qua cái hộp này của em và nó có dấu hiệu bắt test lại đúng không, và nay nó phi lên, chuyện quá bình thường đúng không? Xu hướng tăng thì chắc chắn những con này xu hướng tăng vẫn còn, không có gì xấu hết. Đất xanh thì nhưng mà mình mua được không, mà mua thì những xu hướng này mình phải mua, mình ôm dài hạn thôi đúng không anh chị. Đất xanh thì nó có những cái phiên quánh rất là khó chịu khi mà nó vượt ra khỏi cái vùng kháng cự mà em vẽ đây nè, đúng không, là một cái trend cái kháng cự đây. Bắt đầu sau đó thì bắt đầu nó quay lại, nó bắt test lại, nó vượt, nó thủng luôn cái vùng kháng cự, làm cho nhà đầu tư rất là lo lắng. Và trong cái phiên mà thứ hai khi mà mở cửa, cái phiên này là phiên đầu tiên nha em, ví dụ đây là phiên đầu tiên đúng không, vượt đây, và khi phiên thứ hai nó vượt ra khỏi cái vùng này thì nó bắt đầu là nó vượt lên nó test lại một lần nữa và nó test lại thành công. Nhưng mà đến cái phiên thứ ba đúng không anh chị, đến phiên phiên thứ ba vượt, nó vẫn test quay lại, nó test nữa đúng không, thì có thể đây chính là cái vùng hỗ trợ cực mạnh của đối với cổ phiếu này. Có thể là nếu trường hợp mà mình không sợ Vini điều chỉnh trong thời gian tới và có thể mình có những cái view tốt hơn về thị trường, thì có thể là chúng ta sẽ tham gia được quanh cái vùng 26 này. Nó sẽ tốt cho nhà đầu tư, tại vì khi mà Vini chỉnh trong cái phiên thứ năm thì cái cổ phiếu này á, là nó vẫn không chỉnh mạnh anh chị ha, và đến cái phiên thứ sáu mặc dù Vini tăng rất lẹt nhưng mà nó lại chỉnh đó, cho nên là thôi đối với cổ phiếu này cái hành động giá và cái đánh của nó rất là khó chịu, cho nên mình nên cân nhắc đầu tư với cái tỷ lệ vốn thấp thay vì mình ở cái mức vốn vốn nhiều ha. DG thì cũng tương tự đúng không anh chị, nhưng mà DG nó có nhiều cái câu chuyện nữa, cho nên nếu trường hợp mình đầu tư dài hạn thì thôi cứ tiếp tục nắm giữ đi. Hiện tại là nó đã lanh quanh những cái vùng nào, nó đã lanh quanh những cái vùng đỉnh của nó rồi, nó đang lên quanh vùng đỉnh của nó, cho nên xu thế thì hiện tại là vẫn đang tăng rất đẹp, cho nên không có gì mà phải bàn đối với cổ phiếu này nữa. Nhưng mà mình hiểu về câu chuyện của nó thì mình tham gia thôi, còn mình không hiểu thì thôi, nên chúng ta cũng không nên tham gia. IGC vẫn còn cách cái vùng đỉnh nó vùng 32 đúng không đó, cho nên hiện tại những con cổ phiếu này thì đa số là chạc của đất xanh là em thấy là đẹp nhất, còn hiện tại là dòng bất động sản nha anh chị. Còn những cái cổ phiếu này thì em không đánh giá, khi mà nó chưa vượt đỉnh thì mình nên chưa nên tham gia. Nam Long đúng không anh chị, Nam Long thì vẫn đang rất là đẹp đúng không, không gì xấu hết, trend thì vẫn còn, mua mới thì vẫn chưa mua được anh chị ha. Đó, tại vì sao em đã khuyến nghị từ 36 và 7 rồi đó. Ở đây con này cũng tương tự, đây một căn điền là cái trend nó vẫn rất là đẹp, nhưng mà con này thì quánh bộ đòi hỏi với ôm dài thôi. Tại sao nó tăng lên một nhịp và nó đi tích lũy 5 3 phiên 7 phiên bắt đầu nó mới tăng tiếp đúng không, chứ đâu phải nó tăng một nhịp là bắt đầu là nó tăng luôn đâu. Ok, đến nữa là chúng ta sẽ đi tiếp về cổ phiếu nào ạ, chúng ta sẽ đi tiếp về cổ phiếu HDC. HDC thì view của em là bữa trước thì có nói trong cái video trước khoảng 55 đúng không anh chị, có hàng thì thôi tiếp tục nắm giữ khi mà nó đã vượt ra khỏi vùng nào, khi mà nó đã vượt ra khỏi cái vùng mà kháng cự của nó là vùng 45 đây, 45 46 đây. Hà đô thì vẫn chưa vượt ra khỏi được, chưa chạm vùng đỉnh ha, cho nên là thôi chúng ta chưa nên tham gia vào nhiều. AGG thì con này thì chưa có dấu hiệu tạo đỉnh đâu anh chị ha, nó vẫn đang trong cái trend hấp thụ những cái cổ phiếu giảm này thôi. Nhưng mà anh chị lưu ý là cái nếu trường hợp mà con này sắp tới mà nó có được những cái nến đỏ tiếp tục nữa thì có thể mình phân tích như là cái hành động giá của cổ phiếu là nó đã khác đúng không. Thông thường thì đối với cổ phiếu này thì khi mà 1 2 3 cây nến đỏ là hoặc 1 cây hoặc 2 cây nến đỏ, thậm chí là xấu nhất thì 3 cây nến đỏ này thôi, thì nó như thế nào thì nó tăng tiếp thôi. Nhưng mà hiện tại là 2 cây nến đỏ rồi đúng không đó, thì như mình sắp tới nếu trường hợp nó nổ thêm 1 cây nến đỏ này thì chúng ta nên canh, chúng ta thoát hàng, và hiện tại là vùng này thì chúng ta chưa nên tham gia vào cổ phiếu này. Ok, thì cái đến nữa là dòng dầu khí PVS. PVS sau khi ra cái tin tức là như thế nào
ra tin tức là trúng thầu đúng không? Trúng thầu là 300 triệu đô, có phải là ra mà có rò rỉ cái tin nội bộ cho nên nó tăng đó, và dòng tiền vẫn đang chạm vào cái trend của em. Thì đối với xu thế của cổ phiếu này thì chúng ta vẫn chưa nên vung vội ha, chúng ta cũng phải quan sát mà khi mà nó vượt ra khỏi cái vùng đỉnh này không ạ. Nếu trường hợp nó vượt ra khỏi cái vùng đỉnh này thì chúng ta nó vượt vùng đỉnh và nó back test lại thì và nó vượt lên thì chúng ta sẽ mua tại vùng đó, nó sẽ an toàn hơn. BVD con này thì cái PE của nó quá khủng khiếp này, thôi bỏ đi ha anh chị, không nên tham gia vào dòng tiền chủ yếu là dòng tiền nước sống T cộng và cổ phiếu này nhiều. Ồ, thôi chứ cũng không không phải là do là dòng tiền cốt lõi của doanh nghiệp đó anh chị ha. Nhưng mà những cái con này thì những vùng này thì lái cũng gom hàng rất là nhiều rồi, sắp tới thì chắc chờ cơ hội để đánh lên thôi. BVT PVT cũng là dầu dầu khí, khi mà nó chạm vào cái trend em vẽ đây và nó đang dấu hiệu phân vân rồi nên chúng chưa mua vội. BR thì hiện tại là vẫn đang đi trong cái hộp của em vẽ đúng không, không có gì xấu hết, có hàng thì tiếp tục nắm giữ thôi, chưa mua mới được. Gas thì gãy xu hướng anh chị ha, con này gãy xuống rồi cho nên mua, nhưng mà có nó có nhịp hỗ trợ quanh vùng mà bao nhiêu ạ, 50 80 đúng không. BLX thì cũng tương tự anh chị ha, gãy trend này thế nào ạ? Nó gãy trend xong rồi là bắt đầu là nó bắt test lại cái trend mà em vẽ, cho nên hiện tại là đối với cái xu hướng của phiếu này thôi. Con này thì nó cũng như nổ von rất là lớn rồi đây, những cái phiên mà nó nổ von như vậy đúng không anh chị, ở đây là một cái von nó nổ ở vùng này đúng không, và nó tạo luôn cái đỉnh ngay đây đúng không, chính xác không anh chị, và hiện tại là cái von của nó bắt đầu nổ ngay chỗ vùng này nữa đó, nhưng mà giá cổ phiếu nó lại không tăng cho nên là thôi chúng ta không tham gia vào cổ phiếu này nha. Kế đến nữa là em sẽ review về VN30, không review Midcap và Penny anh chị ha, tại vì là những dòng cổ phiếu đó em vẫn chưa đánh giá cao trong thời điểm này, cho nên là để tiết kiệm thời gian cho anh chị thì chúng ta sẽ review VN30, VH thì vẫn chưa có dấu hiệu mua được đúng không anh chị, Vietjet thì cũng không phải mua được rồi, trên nó gãy ra hết rồi. VRE thì vẫn đang nằm dưới các đường xu hướng chưa mua được. VIX thì cũng tương tự thôi, đang nằm ở dưới các đường xu hướng chưa mua được. RI thì vẫn đang loanh quanh cái vùng kháng cự thôi đúng không, 59 thì cũng chưa có dấu hiệu mua được. Thế giới động là một cái cổ phiếu mà nó đánh rất là khó chịu anh chị ạ, nó đánh một cái phiên này nó kéo lên vùng này vào cái phiên ATC cho nên mình bán thì mình bán cũng không được. Hôm nay có dấu hiệu nó điều chỉnh lại, những cái con mà nó kéo láo về thì thôi chỉ nên mua và nắm giữ dài hạn thôi, chứ quánh tay cộng nó rất là khó chịu. Binz cũng tương tự nè đúng không, dịch bệnh như vậy thì ai mà đi mua hàng mà vàng vòng nhiều mà dẫn đến là con này thì nó giá hiện tại giá vùng này thì em đánh giá là chúng ta không nên đầu tư, nếu đầu tư thì nên mua thép thì nó sẽ tốt hơn. Tại sao? Thứ nhất dịch bệnh như vậy mà làm sao mà có cái chuyện mà nó buôn bán hàng được, nhưng mà lúc nào nó cũng cúc anh chị ha, nó cũng xào nấu báo cáo tài chính của nó để cho nó có được những cái tin tốt để cho hài lòng cổ đông thì đó, và đẩy giá cổ phiếu này kia các kiểu, thì cho nên hiện tại đối với cổ phiếu này thì không nên tham gia mua dài hạn anh chị ạ. POW cũng tương tự gãy trend hết rồi, đa số không còn còn nhiều cổ phiếu có điểm mua đâu anh chị ha. Dòng ngân hàng thì đã review rồi đúng không, FPT thì vẫn đang một cái trend lũy rất là đẹp, nhưng mà con này đầu tháng 6 thì sẽ chỉnh giá lại nha anh chị, do chia cái cổ tức đó cho nên là mình cũng không nên tham gia FPT. FPT thì đây vùng này thì có thể là vùng hỗ trợ của con này rồi, nhưng mà cái dòng tiền không vào mạnh cho nên thôi chúng ta sẽ không tham gia. Cái đến nữa là STB. STB là một loạt cổ phiếu em khuyến nghị từ rất là lâu rồi đúng không anh chị, dưới 26 giống như là trong rung lệnh này, đầu phiên em có nói, đầu video có nói là bao nhiêu ạ, 25 26 là đây là đến thời điểm này là lãi mấy phần trăm rồi, nói chung là ai cũng no nê những cổ phiếu này rồi, chỉ giờ canh quản trị rủi ro thôi, chứ hiện tại mua mới nó cũng khó, rất là khó chị ha. Tham gia mình mua mới những đoạn này mình đã mua hơn những nhà đầu tư khác là 20% rồi, cho nên thôi nếu trường hợp anh chị có tiền thì thôi cứ mình tiếp tục mình cứ quan sát thôi, chứ mua gì đoạn này nữa đúng không, chờ những phiên chỉnh của Fini thì chúng ta mới tham gia lại. Ok, cảm ơn anh chị đã xem video, thì nếu trường hợp anh chị nào thấy hay thì có thể share cho anh chị em bạn bè mình tham cái kênh của em và những video của em để cho anh chị em bạn bè mình có được những cái điểm mua điểm bán cho nó thật là hiệu quả. Nếu trường hợp anh chị nào bận quá không có thời gian thì có thể tham gia vào những room siêu VIP của em để em khuyến nghị anh chị trong phiên về cách mua cách bán và bắt đáy những cái cổ phiếu mà nó hiệu quả đó, và cái điểm bán điểm chốt lời như thế nào nó hiệu quả hơn. Kính chúc anh chị có một buổi tối cuối tuần thật là tuyệt vời. Video của em đến đây xin tạm dừng ạ.